Duyên xin kính chào các bác Yêu Lan trên toàn quốc. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, em lại lên một phiên bán hàng. Vẫn là tại địa chỉ cũ nhé, tại xóm 9 thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Đang chờ đuôi trồn, đuôi cáo đang có nụ nhé. Trồn sóc đang có nụ. Đây hàng còn ít ở vườn nhà em bán thanh lý lốt. Tất cả hàng đang có nụ, toàn cây nhỏ nhưng nó có vỏ nhé các bác. Cây nào có bông hết. Tại xóm 9 thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Hai số điện thoại em dùng Zalo chốt đơn là 0989 505 869 và 0976 411 919 ạ. Giá em báo trên đây là chưa bao gồm cước phí đâu nhé các bác. Mã đuôi chồn thì em vào mã luôn nhé các bác. Mã đuôi chồn mã 40 này, 150.000 cho mã 40 của phiên ngày 19 nhé. Toàn nhỏ như có võ thôi các bác nhìn đây, cây bé như cần hoa đây, ok chưa. Mã 47 bao nhiêu bà? 150 đi. 150 150.000 trả cho các bác ấy. Đấy, đây này, cái này cũng đẹp này. 47 cũng 150. Mã 47 một, đây là mã 47 này. Mã này mã 99 thì có 3 cây thôi, tôi lấy 100.000 nhé. Không, 100.000 đi. Cái chậu ra, cái chậu đã 25.000 rồi. Này 100.000 này còn đẹp hơn cái kia. Thế à? 150.000 đấy, đồng giá. 150.000 này. Ừ. Thôi bà bảo 150.000. Thật đấy chứ, cây nó to, một cây bằng hai cây, ba cây của người ta. 99 này. Mã 99 này. Mã số 10. Mã số 10 cũng 150 ạ. Nó bị lệch vế một chút nha các bác nhé. Nhưng mà cây nào cũng có cái bông có lụ rồi đấy ạ. Đó. 45 này, bông dài. Rõ là bé. Mã 45 cũng 150. 11 này, 150. Mã 11 cũng 150. Rồi trời lắng này các bác ơi, chốt hàng nhớ để ý nhận hàng giúp em ấy nhá. Mã này 41 200.000 cho mã 41 nhá. Ok đẹp thế. Tiếp theo mã này mã 29 cũng 150.000. Làm lộ hết rồi. Mốt của bà mặc áp vậy không nóng à? Con đang chảy hết cả mỡ ra đây. Tiếp theo là mã này là mã 54 cũng 150.000 này. Đấy, bác nào nhanh tay thì chọn những cái tinh mắt thì chọn những cái giò đang ưng ý của mình. Dài chưa? Mã 24 này đẹp chưa? 150.000. 3. Và tiếp theo mã 43 150.000. Ôi, con này bán cho hết luôn. Bán cho hết vườn. Nhà còn nhiều ấy, thế này. Các bác nhớ xem hết video và ủng hộ em nhé. Ok, này bị gãy rồi này. Cái này gãy. Vậy nó đang ra rễ. Vào vẫn chạy. 100.000. 100.000 cho mã gãy nhá. 100. Mã gãy vẫn hoa bình thường. Và em vào mấy cái giò sóc nào. Sóc nào đang nụ nhé các bác. 150.000 mã 25. 200.000 cho mã 33 này. Mã 33 này 200.000 nhé. Đây mà chồng nó xòe tới lè rồi. Không biết nối mà đóng mệt. Mã 79 200.000. À, 150 cái mã này đi. Có một mã 200 thôi. Tiếp theo mã 87 cũng 150.000 nhé. Cây đang có nụ rồi ạ. Mã 92. Mã 92 cũng 150.000. Mã 35 cũng 150 nhé các bác. Ôi hoa này. Đấy. Đang nụ. Tiếp theo mã 73 cũng thế ạ. 73 cũng thế nhé các bác nhé. Cũng 150 này. Mấy cái giò trồn này cũng... Tôi cho con mấy cái giò sơn thủy tiên con đi. Đây cái giò ta bảo sắc này. Bác là hôm qua bác cứ giả giá mẹ. Không bán 1 triệu, con bảo 1 triệu. Không được rồi, để chơi. Để chơi, mẹ xoay cho con ấy 1 triệu giò này. Cái này không mua, ngày xưa cái này phải 1,5 triệu. 1 triệu một giò ta bảo sắc này nhé. Bao đẹp luôn, nụ tua thủa luôn. 21 ngồng. Giá em báo là chưa bao gồm cước phí đâu ạ. 21 ngồng hoa à? Mỗi ngồng mẹ đếm rồi. Thế à? Xoay xoay tròn tròn cho con tí.
Và mày vào mấy giò sơn thủy tiên mặt hoa sổ số nhé. Mã 53 này, sơn thủy tiên này. Mã 53 này em bán 450. Tiếp theo em này 400.000 cho mã 83. Ôi, toàn hàng tuyển chọn cho vào cái chậu to đấy. Mã 67 cũng 400.000. Về các bác sang thay giá thể giúp em đi. Các bác cắt cái chậu vành cái chậu nhựa lên, đặt luôn lên cái chậu gỗ cho nó đẹp. Nó nổi lên mặt chậu nhé, để cho cái mầm nó không bị xiên qua cái đít chậu này. Mã này em bán 200.000 cho mã 12 này. Còn ví dụ như các bác thích về bác bóc ra ghép lại cũng được, vì là bây giờ nó thời điểm nó cũng tàn hết bông rồi ấy. Mã này mã 74 cũng 200.000. Mã 94 150.000 cho mã 94. Không bằng hàng cân bây giờ các bác mua ấy. Ê mẹ ơi, còn mấy cái mã tao bảo sắc này đây. Đây nha, còn em còn kiếm tiên vũ nhé các bác nhá. Ủa kìa, như chậu như này này. Trời ơi, không biết sao. Bán có 150, 200 một chậu thôi bà. Chậu bó giờ chậu thời. Chậu bao nhiêu tiền rồi? Bao nhiêu đâu? 200k. Những chậu kiếm tiên vũ như này 150.000 với 200.000. Đâu ấy nhỉ? Tao bảo sao? Mẹ bảo bỏ đây con bay luôn à? Nhanh nhanh nhanh. Không tí con tắt, con lại tắt nhầm video rồi chả nhớ là mình. Đây. Mã tam bảo sắc 21 này. 200.000 cho mã 21. Mã 26 cũng 200.000 này. Rồi bà để lên kia kệ trên cho con đi. Đây, mã 28 này. Mã 28 này 200.000 ạ. Mã 28 200 nhé, tam bảo sắc. Rồi rách sách của con mấy giò trồn 400.000 đi. Đây. Mã 56 trồn này. 400.000 cho mã 56 này. Ôi đẹp quá cái giò này. Quá xinh. 300.000 cho cái mã này đi. Không tên. Mã không có mã này, 300.000. Bây giờ đang có lụ như các bác nhé đây. Cả hàng nó đang ra lụ rồi này. Kia đây. Đây. Mã 22. Mã 22 này, cũng 300.000. 300.000 cho mã 22 này. Rồi. Hoa xả nhé. Vườn đi. Rồi, trước bán trăm mấy một cây ấy, những cây này này. Còn 150, mẹ lấy nốt cho con cái giò kia. Mã 71 này cũng đẹp này, chứ nhưng mà chưa có bông nhá. Mã này em bán là 300.000 cho mã 71 này. Đấy, đang định buộc vào đóng cho bác kia nha, em lại đổi cho bác cái giò khác rồi. Đấy. Kiếm mắm. Nhạn thì em vẫn còn nhiều nha các bác nhé. Vẫn là những cái trụ nhạn tầm 1 triệu rưỡi, 2 triệu. Ôi cái... Hình như cần hoa nó dài hẳn 1 mét đi. Phải 1 mét 2 chứ tưởng. Trời ơi này. Bao phê luôn. Tiền vũ nha các bác nhé. Những cái chậu như này nhà em bán là 150.000 thôi. Về các bác sang chậu cho đẹp. 100.000 các kiểu. Trời ơi, không đủ tiền cân ngày trước mua ấy. Hàng cân nhập vào là trăm mấy à. Mặt bông sổ số nhé, cái loại này là mặt bông sổ số. Là chưa sổ mặt bông tại vườn thì em thỉnh thoảng mới ra ấy thôi. Từ 150 200 100.000 cũng có đấy ạ. Các bác thích như nào thì cứ báo em. Giá em báo là chưa bao gồm cước phí đâu ạ. Tất cả hàng nhà em chưa bao cước nhé. Không bao cước. Đấy. Đây cát nhà em vẫn bán là 150.000 một chậu. Ô cái này chưa quay đâu nhỉ? Chưa. Đây bà nhắc hộ con đấy. Đây.
Mã 75 này, 250 cáo nhá. Nhấc cao cao lên thì nhìn cái cây nó đẹp đi. 250 cho mã 75 nha các bác nhá. Được rồi. Ôi kìa. Tiếp theo mã 76 này, 400.000. Sao đẹp cái này. Cái gì đây? 78 này. 78 có 250 mà có anh cứ giả giá là sao chứ? Cũng chả hiểu làm sao cả. Có 250 cái giò cáo cứ giả giá này nó đẹp như này. Mà giả giá khổ thân tôi không. Có anh hỏi giả giá thì em bảo em bán rồi đấy. Mà hàng như em nói là chỉ để cho các anh các chị xem mà tham khảo rồi mua thôi chứ không em không nói thách. Mã 68. 68 cũng 250 và 78 như thế nhá. Đây. 91 này. Mã 91 này. 3 cây đang có bông này. 200.000. Người bán đã rẻ rồi. 51. Mã 51 này cũng 250. Ôi cái này con 98. Tưởng có bán rồi nhỉ? 200. 298 200.000. Cái này mẹ vừa cầm sao? Ừ. Nhớ bán luôn. Mã 19 này. 19 này. 150. 150 nha các bác nhá. Giống á. Có gì nữa không bà? Hết rồi đúng không? Quay cái kiếm mắm mẹ. Cho các bác xem cái chậu, những cái chậu em bán như kiểu à. Ôi mặt bông này chả đẹp quá này. Sáng chưa? Mặt bông này cũng sáng đẹp chưa này. Đó. Chậu như này em bán là 200.000 nhá. Chưa bao gồm cước phí đâu. Ai lấy. Cái này không thể đóng gộp đơn được đâu nha các bác. Tách đơn cho nó rẻ. Vì mỗi đơn hàng nó cũng mấy chục nghìn. Cồng càng cồng kềnh thì nó lại càng đắt cước lên thôi. Mặt bông là sổ số nhé, nhà em chưa quay sổ số đâu. Các bác về cứ quay mỏi tay đấy thôi. 200.000 một chậu kiếm bắm như này. Không đủ tiền cân, trước em nhập vào 100 mấy một cân đâu. Những cái giò châu lai, vanda, châu lai, koki các kiểu nhà em vẫn còn. Ví dụ như các bác có nhu cầu mua thì báo em sẽ chụp qua được. Qua Zalo cho, check qua Zalo nhé. Em Duyên xin kính chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở video của ngày mai nhé. Có ai mua cho em kệ kiều này vừa ghét nhưng mà bao đẹp luôn. Kiều tím miền Trung nhé. Toàn hàng cây tuyển đấy. Ra dễ bám dễ hết rồi ạ. Em xin kính chào các bác. Nhớ ủng hộ em cho mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng cho đắt hàng nhé các bác ơi. Của nhà con ấy, hàng va và vấp nó nở bông ấy. Em Duyên xin kính chào các bác yêu lan trên toàn quốc. Hôm nay là ngày 19 tháng 5, em lại lên một phiên bán hàng. Vẫn là tại địa chỉ cũ nhé, tại xóm 9 thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Đang trồn đuôi cáo, đang có nụ nhé. Trồn sóc đang có nụ. Đây hàng còn ít ở vườn, nhà em bán thanh lý lốt. Tất cả hàng đang có nụ, toàn cây nhỏ nhưng nó có võ nhé các bác. Cây nào có bông hết. Đó. Tại xóm 9 thôn Trấn Tây, xã Vũ Chính, thành phố Thái Bình. Hai số điện thoại em dùng Zalo chốt đơn là 0989 505 869 và 0976 411 919 ạ. Giá em báo trên đây là chưa bao gồm cước phí đâu nhé các bác. Mã đưa chồn thì em vào mã luôn nhé các bác. Mã đưa chồn mã 40 này, 150.000 cho mã 40 của phiên ngày 19 nhé. Toàn nhỏ như có võ thôi các bác nhìn đây, cây bé như cần hoa đây. Ok chưa? Mã 47. Bao nhiêu bà? 150 đi. 150. 150.000. Trả cho các bác cái đấy, cái này. Cái này cũng đẹp này. 47 cũng 150. Mã 47 một, đây là mã 47 này. Mã này mã 99 thì có 3 cây thôi. Tôi lấy 100.000 nhá. Không 100.000 đi. Cái chậu ra. Cái chậu đã 25.000 rồi.
này 100.000 này còn đẹp hơn cái kia. Thế à? 150.000 này đồng giá. 150.000 này? Ừ. Thôi bà bảo 150.000. Thật đấy chứ, cây nó to, một cây bằng 2 cây, 3 cây của người ta. 99 này. Mã 99 này. Mã số 10. Mã số 10 cũng 150 ạ. Nó bị lệch vế một chút nha các bác nhé. Nhưng mà cây nào cũng có cái bông có lụ ấy đấy ạ. Đó. 45 này. Bông dài. Mã 45 cũng 150. Mã 11 này cũng 150. Mã 11 cũng 150. Rồi trời lắng nha các bác ơi, chốt hàng nhớ để ý nhận hàng giúp em ấy nhá. Mã này 41 200.000 cho mã 41 nhá. Ok đẹp hết. Tiếp theo mã này mã 29 cũng 150.000. Đồ. Mốt của bà mặc áp vậy không nóng à? Vân đang chảy hết cả mỡ ra đây. Tiếp theo là mã này là mã 54 cũng 150.000 này. Đấy, bác nào nhanh tay thì chọn những cái tinh mắt thì chọn những cái giò đang ưng ý của mình. Dài chưa? Mã 24 này đẹp chưa? 150.000. 3. Và tiếp theo mã 43 150.000. Ôi con này bán cho hết luôn. Bán cho hết vườn. Nhà còn nhiều ấy thế này. Các bác nhớ xem hết video và ủng hộ em nhé. Ok này bị gãy rồi này. Cái này gãy. Vậy nó đang ra rễ. Sao cần chạy. 100.000. 100.000 cho mã gãy nhá. 100. Mã gãy. 31. Vẫn hoa bình thường. Và em vào mấy cái giò sóc nào. Sóc nào đang nụ nha các bác. 150.000 mã 25. 200.000 cho mã 33 này. Mã 33 này 200.000 nhé. Đây bà chồng nó xòe tuyết lè rồi. Không biết nối và đóng mệt. Mã 79 200.000. 150 cái mã này đi. Có một mã 200 thôi. Tiếp theo mã 87 cũng 150.000 nhé. Cây đang có nụ rồi ạ. Mã 92. Mã 92 cũng 150.000. Mã 35 cũng 150 nhé các bác. Ôi hoa này. Đấy. Đang nụ. Tiếp theo mã 73 cũng thế ạ. 73 cũng thế nhé các bác nhé. Cũng 150 này. Mấy cái giò trồn này cũng... Tôi cho con mấy cái giò sơn thủy tiên con đi. Đây cái giò ta bảo sắc này. Bác là hôm qua bác cứ giả giá mẹ. Không bán 1 triệu con bảo 1 triệu. Không được để chơi. Để chơi. Mẹ xoay cho con ấy 1 triệu giò này. Cái này không mua ngày xưa cái này phải 1,5 triệu. 1 triệu một giò ta bảo sắc này nhé. Bao đẹp luôn. Nụ tua thủa luôn. 21 ngồng. Giá em báo là chưa bao gồm cước phí đâu ạ. 21 ngồng hoa à. Mốt ngồng mẹ đếm rồi. Thế à? Mẹ xoay xoay tròn tròn cho con tí. Quá đẹp. Mốt ngồng. Và em mày vào mấy giò sơn thủy tiên mặt hoa sổ số nhé. Mã 53 này, sơn thủy tiên này. Mã 53 này em bán 450. Tiếp theo em này 400.000 cho mã 83. Toàn hàng tuyển chọn cho vào cây chậu to đấy. Mã 67 cũng 400.000. Về các bác sang thay giá thể giúp em đi. Các bác cắt cái chậu vành cái chậu nhựa lên, đặt luôn lên cái chậu gỗ cho nó đẹp. Nó nổi lên mặt chậu nhé. Để cho cái mầm nó không bị xiên qua cái đít chậu này. Mã này em bán 200.000 cho mã 12 này. Một ví dụ như các bác thích về bác bóc ra ghép lại cũng được. Vì là bây giờ nó thời điểm nó cũng tàn hết bông rồi ấy. Mã này mã 74 cũng 200.000. Mã 94, 150.000 cho mã 94. Không bằng hàng cân bây giờ các bác mua ấy. Ê mẹ ơi, còn mấy cái mã tao bảo sắc này đây. Đây nha, còn em còn kiếm thiên vũ nhé các bác nhá. Ủa kìa. Như chậu như này này. Trời ơi, không biết gì. Bán 150, 200 một chậu thôi bà. Chậu bó, giờ thời. Chậu bao nhiêu tiền rồi? Mua bao nhiêu đâu? 200k.
những chậu kiếm tiên vũ như này 150.000 với 200.000. Đó, đâu ấy nhỉ? Mẹ bảo bỏ đây con quay luôn à, nhanh nhanh nhanh. Không tí con tắt, con lại tắt nhầm video rồi chả nhớ là mình. Đây. Mã tam bảo sắc 21 này. 200.000 cho mã 21. Mã 26 cũng 200.000 này. Rồi bà để lên kia kệ trên cho con đi. Không lòng hết rồi.